Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh YouTube Thanh Tú Store, kênh chuyên mua bán điện thoại cũ chính hãng giá rẻ các bạn nhé. Ok, hôm nay về được chục cây thôi mọi người ạ. Thì vẫn như thường lệ, thì mình sẽ lên video giới thiệu máy bên mình cho các bạn xem nhé. Ưng cái nào thì các bạn chủ động nhắn tin trực tiếp bên mình qua số Zalo 0566884Q9 các bạn nhé. Và bên mình bán hàng là có ship code toàn quốc. Mua hàng các bạn được phép kiểm tra thoải mái, ưng thì lấy, và không ưng thì các bạn có thể không lấy nhé. Và từ bây giờ thì mình sẽ cố gắng là mỗi ngày mình giảm giá một mã cho các bạn, để các bạn săn điện thoại giảm giá, săn sale đấy, gọi là săn sale nhé. Và mấy hôm vừa rồi thì vì mình nhập về nhiều quá, đang khan hàng, nhập về nhiều quá, thế lúc bán nó cũng chậm, thế cho nên mình giảm giá, đại giảm giá tất tần tật luôn. Mà mọi người ủng hộ mình quá trời nhiều, thật sự trời ủng hộ nhiều đến nỗi là mình gian hàng trống trơn hết cả đi. Thế cho mình gửi lời cảm ơn tất cả mọi người. Ok, và thì mình cũng tính toán đi tính toán lại rồi, bây giờ mỗi ngày giảm giá một mẫu, cố gắng nhá, không dám hứa trừ khi luôn là phải khan quá. Rồi mình sẽ cố gắng giảm giá cho mọi người. Ok, và ngày hôm nay thì mình sẽ giảm giá dòng Android. Đó chính là con Samsung S20 FE. Mình sẽ giảm giá 300.000 trên một cây nhá. 300.000 trên một cây. Ok chưa? Và bây giờ mình sẽ đi vào giới thiệu. Đầu tiên là mình về được một con 13 Pro Max. 128GB bản ZA, 2 SIM vật lý. Pin 87%. Máy bao zin full thì rất đẹp. 18 triệu 700 các bạn nhé. 13 Pro Max bản ZA 2 SIM vật lý. 18 triệu 700. Máy zin full thì rất đẹp. Tiếp theo mình về được một con, thêm một con S20 Ultra. S20 Ultra bản Hàn, RAM 12, bộ nhớ 256. Con này máy zin hình thức 98. Nói chung là không được đẹp keng, nhưng mà nói chung là vẫn là đẹp. Quan trọng giá nó rất là hấp dẫn. Có 6 triệu 2 thôi, một con S20 Ultra. Màn đẹp không ám ố. RAM 12, bộ nhớ 256. RAM 12, bộ nhớ 256. Con này chụp ảnh đẹp lắm. Rồi, quay nhìn zoom này. Nó là chất lượng luôn. Nó zoom này. Nó là chất lượng luôn các bạn nhỉ. 6 triệu 2, chung hợp lý, cực hợp lý luôn. RAM 12, bộ nhớ 256. Cái này đó. Tiếp theo là về được con S9 Plus. Ui dạ, lâu lắm mình mua được con S9 Plus bản Việt đẹp như này. Quá lâu rồi mua được con. Máy đẹp thật sự luôn. 98%. Máy đẹp 98% luôn. Bản Việt 2 SIM. RAM 6, bộ nhớ 128. Mama. Đây nha các bạn, xem video thì xin cái subscribe bạn này luôn. Đây. Các bạn xem nhá, video ủng hộ mình. Các bạn đừng quên bấm like video. Nhá, bấm like video góc trái màn hình. Tặng cho mình một cái đăng ký kênh, bật chuông nó lên, mình ra video các bạn còn biết được nhá. Đó, con này vẫn nét lắm mọi người ạ. Rồi, nét rồi. Màn OLED mà rất là đẹp luôn. Ok, và các bạn đừng quên follow ủng hộ con trai mình nữa, Khải Kaka. Bạn ủng hộ cháu nhá. Sắp được 1.000 người đăng ký rồi. Đấy. Không phải Khải Ca Khịa đâu, mà là Khải Ca Ca nhá. Đây là Khải Ca Ca này. Còn có 2 đăng ký nữa thôi nên 1.000. Mọi người yêu quý cháu dai. Đây, kênh chuyên nói về quá trình học tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Đấy.
Cháu dài nói tiếng Anh hơi bị giỏi á. Đây này, cháu có video này hơi hay luôn. Ok thôi, giới thiệu qua rồi thôi. Tập trung bán điện thoại mọi người, là bảo nói chung kêu gọi ủng hộ cho con dai cho nó có động lực làm mọi người ạ. Ok, 3,2 triệu nhá, máy zin đẹp, còn nguyên một cái ốp xịn này, bản Việt Nam 2 sim. Tiếp theo là một con A5S 5G bản Việt, cũng bản Việt 2 sim, RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin đẹp, A5S 5G, màu xanh dương, RAM 8 bộ nhớ 128, 4,7 triệu các bạn nhé, bản RAM 8, 4,7 triệu. Tiếp theo có một con 6S Plus vỏ 6,7 triệu. 6S Plus vỏ 6,7 triệu. Mười sáu ghi ma Mỹ 1,7 triệu. Tiếp theo một con X206GB màn tàu, màn tàu màn GX nhá, 3,7 triệu. Bình thường máy zin đẹp nó phải là 5 triệu cơ, 206GB, nhưng con này thì màn tàu thanh lý 3,7 triệu. 3,7 triệu các bạn nhé. Tiếp theo mình về được một con 12mm bản Việt, pin 85%, 128GB bản Việt, máy zin đẹp keng luôn. Nói chung con này là đẹp xuất sắc luôn nhé. 7,8 triệu. Giá cực kỳ là hợp lý luôn. 7,8 triệu, 128GB, 12mm. Các bạn thông cảm mình quay qua nhé. Ai muốn xem chi tiết thì nhắn tin cho bên mình qua số Zalo 0566884Q9 các bạn nhé. Tiếp theo này về thêm được 3 con 11 Pro. 3 con 11 Pro nhé. Con đầu tiên là 206GB. Máy bao zin trừ của pin. Nói chung tầm 11 Pro thay pin thì là càng tốt, dùng càng ngon nhá. 9 triệu 206GB. Pin zin mà cao nó phải rơi vào tầm 9 triệu rưỡi. Thay pin giá có 9 triệu. Máy đẹp, xuất sắc luôn, trừ pin ra là zin. 9 triệu. Thế còn đây, 11 Pro 64GB, đã thay màn nhưng thay màn zin thì là 7,8 triệu. Còn con này màn màn zin nguyên bản thì là 8,5 triệu. Tức là hai con này sẽ chênh nhau là 700.000. Con này là màn zin theo máy này. Con này đã thay màn nhưng thay màn zin này. Đấy. Con này là 8,5 triệu, 64GB. Pin thì chắc chắn là thay rồi. Thì càng ngon nhá. 8,5 triệu. Đấy, còn con này là 7,8 triệu nhưng mình vẫn cứ giảm 300. Trong cái chương trình của mình là đây mình nhập một lô. Đấy. Đều là đã thay màn nhưng thay màn zin. Thì mình đều bán với giá là 7,5 triệu. À đâu, 7,8 triệu giảm 300. Còn con nào thay màn zin mà ép kính thì là 7,5 triệu giảm 300. Mình giảm cái này 3 ngày cơ mà nhá. Tiện thể giới thiệu luôn 11 Pro. Mình còn một con 64GB máy zin nhưng mặt trước là sức lông mèo lông chuột. 7,8 triệu. 7,8 triệu. 7,8 triệu nhá. Thì nhân viên test xem có chi set counter không. Đấy, và một con 206GB. Đây, 206GB, nhưng con này đã ép kính, thanh lý giá 8,5 triệu. Và con này cũng giảm 300 nhá. Tiếp theo là mình sẽ nói luôn cái dòng S20FE này. Con này màn ám siêu nhẹ nhá. Bình thường máy đẹp đang là 4,4 triệu, con này thanh lý 3,6 triệu. Giảm thêm cho một người 200 là 3,4 triệu. S20FE, RAM 6 bộ nhớ 128, màn ám nhẹ. Thế còn đây, đồ SD này có màu đỏ. Đây có đầy đủ các màu như này. Máy zin full thì thức đẹp 9899. Giảm 300. 4,4 triệu giảm 300 là còn có 4,1 triệu. S20FE 5G là cực kỳ hấp dẫn.
đợi mình xíu. Khát nước quá mọi người ạ. Nói nhiều bởi vì không phải mình chỉ quay một cái clip này đâu, mình còn quay TikTok, mới cả quay để đăng lên cả kênh YouTube Thanh Tú Luxury của mình nữa. Đấy. Cho nên mình cũng nói nhiều. 14 Pro Max 260GB 100. Máy zin full thì thức đẹp keng như mới. 14 Pro Max màu gold, mỗi cây duy nhất thôi. 24.800. 24.800, 14 Pro Max. Máy zin full thì thức đẹp keng như mới. 13 Pro Max 128GB bản VN. Máy zin full thì thức đẹp, 18 triệu. Còn này là màn linh kiện Apple chính hãng. Tiếp theo một con 128GB bản VN, máy zin full thức đẹp, là màu trắng, 18.500. 18.500. Tiếp một con bản VN nữa, cũng 18.500. 128GB bản VN. Máy bao zin full thức đẹp, 18.500. Là cực kỳ là hợp lý luôn. Tiếp theo là 12 Pro 128GB pin 83%. Máy zin full hình thức 98, 11.700. 128GB pin 81%. Máy zin full hình thức 98, 11.500. 128GB bản KH pin 86%. Máy zin full hình thức 98, 12 triệu. 128GB pin 82%, máy zin full hình thức 98, 11.300. 128GB pin 86%, máy zin full hình thức đẹp, 12.500. 12.500. Con này 256GB pin 82%, máy zin full hình thức 98, 12.500. 256GB. Thêm một con 128GB pin 86%, máy zin full thì thức đẹp, 12.500. 12.500. Tiếp theo là 12 Pro Max, mình còn hai con 14 triệu, đều là 128GB pin 83%, máy zin thức 97%. Nói chung là con này viền xước nhé, các con này viền xước, viền xước. 14 triệu, 12 Pro Max. 14 Pro 206GB bản VN. Máy zin full thì thức đẹp, 98%. Pin 98, 206GB, 21.500. Còn là 512GB, pin 94%. Máy zin full thì thức đẹp 99. 22 triệu, 14 Pro. Tiếp theo một con 14 Pro khách dùng được đúng một tuần thì bán. Con này gọi là còn bảo hành một năm đi. Máy mới luôn. Các bạn mua mới thì có thêm cái hộp. Có thêm cái hộp. Với cả một cái sạc, à một cái dây sạc. Nhưng các bạn mua của mình nhá, không có hộp nhưng mà lại có một nguyên một bộ sạc xịn sò. Vào thêm một cái ốp, dán được cả cứng lực nữa. Mà giá có 22 triệu. Rẻ luôn so với mới là gần 3 triệu. Mà tặng kèm full đồ luôn. Đó. Tiếp theo là 13 Pro 206GB bản VN pin 97%. Con này còn bảo hành dài 17.900. 17.900. Con này cũng 206GB nhưng con này bản Mỹ và pin chỉ có 87% thôi. Đó, còn bảo hành đến tháng 12. Máy cũng zin đẹp. 17.500. Máy zin đẹp. Theo tài khoản của con trai mình. Tiếp theo một con bản Hàn.
máy zin full, hình thức đây, hơi sứt một tí kính, viền cũng hơi phải phải thôi nhá. Khoan rộng giá của nó là chỉ có 15 triệu. Bình thường con này nó phải là 16.500.000 cơ, rẻ luôn được 1.500.000. Tiếp theo là 14 thường, 206GB, pin 98% bản ZD, máy zin full hình thức 98, 15 triệu. 13 thường, 128GB bản VN, máy zin full hình thức đẹp, 13 triệu 500. Còn này 206GB pin 90%, máy zin full hình thức đẹp, 13 triệu. 206GB chỉ 13 triệu thôi. Bản KH zin full đẹp. Và còn này là màn linh kiện Apple chính hãng. Tiếp theo mình có một con SE3 hay còn gọi là SE2022, máy zin full hình thức 98, pin 89%, 206GB, 6.8 triệu. Con này cấu hình của nó ngang với iPhone 13 nhé. Tiếp theo là 12 thường. 12 thường thì mình có đây, cái lô máy đẹp zin chất, 128GB, 10.500.000, pin 8X, còn 64GB là 9.500.000. 12 thường, máy zin đẹp. Mình có con này thì pin 93% thì đắt thêm 200.000, 128GB, 10.700.000. Ngoài ra có con này thanh lý này, 128GB, pin 89, 8.500.000 thôi. Con này đã thay chân sạc và ép kính mặt trước, thay chân sạc này rồi, 8.500.000. Con này 64GB, 9.300.000. Hình thức con này hơi phải phải hơn các con đẹp kia một xíu. Tiếp theo con này 64GB, 7.900.000. Con này vì sao rẻ vậy? Vì con này đã thay pin. Thay pin thì nói thật các bạn, nó có ảnh hưởng đến chất lượng đâu. Đấy, đã thay pin và hình thức nó phải, nên giá thì 7.900.000 thôi, ngang với một con 11 thường. Ui dồi, thông cảm nhá, chạm vào cái máy quay. 11 thường, 128GB bản VN, pin 88%, máy zin full thức đẹp, 8.300.000. Tiền nào của đấy các bạn nhá. Các con này nó đắt thêm 300 so với trước đấy, vì thằng này hàn khang lắm. 11 bản VN, 128GB bản VN, pin 88%, 8.300.000. 128GB, mình còn 2 cây, đã thay màn nhưng thay màn zin, 7.500.000. Máy đẹp, đã thay màn nhưng thay màn zin, 7.500.000. Máy đẹp. Còn con này 64GB thì là 7.300.000. Tiếp theo là SE 2020, 64GB, 3.400.000, 128GB, 3.700.000, 206GB, 3.900.000. SE 2020. Ủa thế mà cũng gần hết. Mình nhập chắc đầu năm này mình nhập chắc phải vài trăm cây này rồi. Bán dần bán mòn hết. Có con này của mình 128GB có 3.200.000 thôi, vì vỡ lưng nhá. Giá này cực kỳ là rẻ luôn, vì vỡ lưng. Cực kỳ là rẻ luôn, coi như không tính tiền vỏ. Bạn mua lắp ốp vào quá rẻ, rẻ như iPhone 8. 11 Pro Max mình có 2 cây, đã thêm màn nhưng thêm màn zin. À còn có 1 cây thôi. À đây, 2 cây, đã thêm màn nhưng thêm màn zin, 9.300.000. Bình thường con này là hơn 10 triệu nhá. Đấy, đã thêm màn nhưng thêm màn zin mình trừ đi 1 triệu luôn. Đây, con này cũng 9.300.000, nhưng màn thì làm đã ép kính rồi. Đã ép kính rồi, 9.300.000. Pin 85%, 64GB. Nói thật các bạn đi mua bình thường, ép kính ngoài nói các bạn là ép kính đâu,
mình nói thật đấy mà, chẳng ai nói là đã ép kính cả. Đây con này cũng 9 triệu 3 ép kính này, bị 9164 ghi này. Con này thay màn nhưng thay màn zin nhá, 8 triệu 6. À đâu xin lỗi các bạn, thay màn tàu, nhầm và hỏng phây, 6 triệu rưỡi, pin 86%. Còn duy nhất một con này zin này, pin 84, 10 triệu 564 ghi. Đấy, một Pro Max còn duy nhất con này. Còn XN Max còn duy nhất một cây này, 64 ghi, pin 100, 7 triệu 3. Quá khan luôn. Hình thức 98, 7 triệu 3. Quá khan luôn. XR chỉ còn có 3 cây này, đủ 64 ghi và 128 ghi và 206 ghi. 64 ghi 5 triệu 2, 128 ghi 5 triệu 7 và 206 ghi là 5 triệu 9. XR còn đúng 3 cây. Mười hai mili thì mình chỉ còn hàng phẩy thôi. Cây đẹp đầu video mình không nói. 64 ghi giá dao động từ 6 triệu đến 6 triệu rưỡi, 128 ghi dao động từ 6 triệu rưỡi đến 7 triệu. Còn đầu video bản Việt Nam thì đắt thì nó sắt ra miếng thế thôi. 8 nhỏ 64 ghi 2 triệu 8, 8 nhỏ 64 ghi 2 triệu 8. Con này vỡ lưng thanh lý 2 triệu 2. XR máy độ 128 ghi, độ 14 Pro 5 triệu 3. 5 triệu 3. Bạn thấy không? Cháy hàng luôn đúng không? Thân em qua lại uống nước tiếp. Nói nhiều phát đói rồi mọi người ạ. Cho nên là quay video xong toàn phải đi ăn đêm rồi. S22 Ultra RAM 12, bộ nhớ 256, máy zin full thức đẹp bản Hàn, đẹp keng như mới luôn. S22 Ultra RAM 12, bộ nhớ 256, 14 triệu. 14 triệu. Note 20 Ultra mình còn 2 cây. Đây là cây bản Việt, RAM 8, bộ nhớ 256, máy zin full. Cái vỏ nó hơi chảy chảy một tí ở đây và một tí xíu xíu đây, không đáng gì cả. Mà rẻ bao tiền, 8 triệu rưỡi bản Việt, 2 sim. Nói thật là mình bán giá cái dòng này quá hợp lý luôn. Bởi vì mình biết có những chỗ nhá, máy đẹp người ta đang bán hơn 10 triệu. Thì mình cứ cho sức như này, họ bớt 1 triệu đi, khoảng 9 triệu rưỡi, bán giá quá hợp lý. Đây còn con bản Hàn này thì máy zin đẹp. Zin đẹp bản Hàn thì sẽ là RAM 12, bộ nhớ 256, máy zin đẹp, cũng chỉ giá 8 triệu rưỡi thôi. Và mình cũng khuyên thật, nếu như các bạn dùng một sim thì nên dùng bản Hàn, vừa rẻ vừa chất lượng. Chất lượng thì bản chất nó là như nhau thôi, nhưng mà người Hàn ta dùng dữ các bạn. S20 Ultra bản Hàn RAM 12, bộ nhớ 256, giá dao động từ 6 triệu cho đến 6 triệu rưỡi tùy từng cây. S20 Ultra RAM 12, bộ 256 bản Hàn. Các bạn thông cảm mình chỉ quay qua nhé, ai muốn xem chi tiết thì nhắn tin bên mình, chứ bên mình không có thời gian mà quay từng cây một đâu. Các bạn muốn xem chi tiết nhắn tin Zalo bên mình 0566884499. Tiếp theo là lốt 9 bản Hàn 3 triệu 6 một cây, hình thức 98. Còn nốt 8 này thì là 3 triệu 2. Nốt 8 thì 3 triệu 2. A52S 5G bản Việt 2 sim, nhưng con này RAM 6 thôi. RAM 6 4 triệu 3. A53 5G bản Việt, nhưng mà này RAM 8, bộ nhớ 256 nhé. Con này có bản RAM 8, bộ nhớ 128 đấy. Bản này rẻ hơn. Đây là bản đắt nhất, 5 triệu 7. Máy zin full thì được keng như mới. Samsung A73 5G bản Việt 2 sim, máy zin full đẹp, 6 triệu 3. 6 triệu 3 nhé.
thêm một con A53 5G, nhưng con này bản Mỹ, RAM 6 bộ nhớ 128, máy cũng zin full đẹp keng, 4,7 triệu. 4,7 triệu. A72 RAM 8 bộ nhớ 256, máy zin full hình thức 9899, 4,9 triệu. A34 5G bản Hàn, máy zin full hình thức đẹp keng như mới, 4,7 triệu. 4,7 triệu. A34 con này rẻ bao tiền mà đẹp không khác gì mới luôn, nguyên siêu viền. Samsung A32 RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin full thức đẹp bản Hàn, 2,8 triệu. Mình nói thật các bạn là những ai mà dùng một sim ấy mà đi mua máy cũ ấy, khuyến cáo các bạn nên mua bản Hàn, lời nói từ trái tim đấy. Thanh lý cho bạn một con S20 Plus bản Việt 2 sim màn sọc, thanh lý có 2,5 triệu thôi, bình thường con này phải 6 triệu, thậm chí hơn 6 triệu. RAM 12 bộ nhớ 128, bản Việt 2 sim sọc màn, thanh lý có 2,5 triệu, quá rẻ. Note 10 Plus bản Hàn, RAM 12 bộ nhớ 256, máy zin full hình thức 98, 6 triệu. S20 FE bản Việt 2 sim, RAM 8 bộ nhớ 256, máy zin đẹp keng như mới, 5,8 triệu. S10 Plus bản Việt 2 sim, máy zin full hình thức 98, 4,5 triệu bản Việt 2 sim. Còn bản Hàn thì đẹp hơn, đồng giá 4,5 triệu, cũng 4,5 triệu luôn. S10 Plus bản Việt, à đâu, bản Hàn, hay bản Hàn một sim. Nói nhiều khi cứ hay nói nhầm, nói nhầm xong lại bị mọi người vặn vẹo. Nhiều người, đa phần thì mọi người hiểu thôi, nhưng có một số người vặn vẹo xong bảo thế nọ thế kia, cái kiểu như là mình là ngọc không nhầm được ý. Mình cũng là con người mà, thậm chí mình còn xấu hơn các bạn, đặc biệt nói nhiều hay nhầm lắm, nhiều khi bây giờ toàn gọi con bằng bố, đấy là thật luôn, nhiều khi cứ buồn cười, gọi con cứ bố lấy cho con cái này. S10 nhỏ, S10 thường, RAM 8 bộ nhớ 128, 3,8 triệu, máy zin đẹp bản Hàn. Samsung A22 5G, máy zin full thức đẹp, RAM 4 bộ nhớ 128, 3 triệu. A31 bản Hàn RAM 464, 2,6 triệu. A31 bản Hàn 2,6 triệu. A12 bản Hàn RAM 3 bộ nhớ 32, máy zin đẹp 2 triệu. A12 con Bình Châu đó. Đây là bẩn đấy nhá. A13 bản Việt 2 sim, máy zin đẹp 2,8 triệu, RAM 4 bộ nhớ 128. Bản Hàn thì 2,7 triệu thôi, rẻ hơn 100.000, máy zin đẹp. Và con này cũng tương tự con vậy thôi, 2,6 triệu. Con này nó là Windows 6, nó giống A13 nhá, giống Samsung A13. Các bạn thấy không, nhà mình muốn nhập nhiều máy, mà nhập nhiều máy thì bản Việt không thể nhập được nhiều. Đấy, và nói thật các bạn là không thể chất được bằng bản Hàn. Không phải vì bản Hàn ngon hơn, mà vì bản Hàn ấy thì người Hàn đã hay thay máy, cho nên máy nó chất hơn. Còn người Việt mình dùng hay sửa, cho nên bản chất máy cũ của Việt Nam mình chắc chắn không ngon bằng bản Hàn. Còn sản xuất thì nó chất lượng như nhau thôi. Bản Hàn vì sao nó rẻ hơn? Vì nó dùng được một sim, chứ nó dùng được hai sim, xin lỗi các bạn nhé. Bản Việt không có tuổi. A90 bản Hàn RAM 6 bộ nhớ 128, 3,3 triệu, máy zin full hình thức 98. A42 5G bản Việt, xin lỗi, bản Hàn, máy zin đẹp 3 triệu, RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin đẹp. A32 bản Việt 2 sim,
RAM 8 bộ nhớ 128, 2.7 triệu, máy zin, hình thức phẩy, A32 bản vàng, RAM 4 bộ nhớ 128, máy zin full hình thức đẹp. Đó là bản Việt mà, bản Việt 2.8 triệu, bản Việt mà. Nó rẻ thế nhỉ. Bản Hàn mình bán hết rồi. Đấy. Mình có mấy cây A3 bản Hàn bán hết sạch, còn sót cây bản Việt. Mình cứ tưởng là bản Hàn nó ra bản Việt. A9 2018. RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin đẹp. 2.5 triệu. A51 RAM 6 bộ nhớ 128, bản Việt 2 SIM, màn ám nhẹ. 2.2 triệu. Máy đẹp nó sẽ là 2.9 triệu. A30S RAM 464, 1.9 triệu. Máy zin thức 98. A03 RAM 3 bộ nhớ 32. Con này đã ép kính rồi. Ép kính vào màn có một chấm phản quang nhẹ nhẹ. Note 8 bản Hàn, màn ám thanh ý 1.5 triệu. Bên zin chưa sửa. Màn ám nhé, ám nặng chứ không phải ám nhẹ đâu. Samsung S8 nhỏ, màn ám 1.3 triệu, RAM 464. Con này ám vừa vừa nó không nặng lắm. Z6 RAM 332, hơi xuất chỉ kính trước thôi, 800.000. Máy zin đét luôn. Samsung Note 10 bản Hàn, RAM 12 bộ nhớ 256, máy zin full hình thức 98, 4.4 triệu. S20 thường, RAM 12 bộ nhớ 128, bản Hàn, con màu xanh dương, máy zin đẹp, 4.5 triệu. Con này hơi phải phẩy một tí ở dưới thì chỉ có 4.3 triệu thôi. S21 5G RAM 8 bộ nhớ 256, con dưới đẹp hơn thì là 5.8 triệu, con trên thì thức 98 thì là 5.5 triệu. Đều là bản Hàn, máy zin chất. Q61 RAM 464, máy zin đẹp, 2.2 triệu. RAM 464 2.2 triệu. Q61 con này màn đẹp lắm mà. Mọi người ạ, này nói thật các bạn là đây, ví dụ như con này RAM 464 nhá, 2.2 triệu này, con này 2.8 triệu này. Con nào các bạn bảo con nào đẹp hơn, các bạn bảo màn con nào đẹp hơn. Đây mình sẽ để màn trắng này, mình vào tin nhắn nhá. Đây, các bạn thấy con nào đẹp hơn? Chắc chắn màn LG đẹp hơn nhiều. Màn gì màn sáng đẹp, màn Samsung cũng xanh đẹp đẹp. Google Pixel 6A, máy zin full thức đẹp, 5 triệu. Google Pixel 6A 5 triệu, máy zin full thức đẹp keng như mới luôn. À, con này còn bảo hành đến tận sang năm mà. Google Pixel 6A. Redmi Note 11 Pro RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin full thức đẹp, 4.2 triệu. Huawei P30 Pro RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin đẹp keng, 5 triệu, quá rẻ. Xiaomi 7i RAM 8 bộ nhớ 128, máy zin đẹp, 3 triệu. Con này Xiaomi 7 thường cũng RAM 8 bộ nhớ 128, 2.7 triệu, máy zin thức 98. LG Q92 5G RAM 6 bộ nhớ 128, máy zin đẹp keng, 2.7 triệu. LG Q52 RAM 464, máy zin đẹp, 2.3 triệu. Q52 2.3 triệu. Các bạn nhìn này, màn quá đẹp luôn. LG G7 2.1 triệu,
LG G7 chính quy 2,1 triệu, còn Q9 thì là 2,2 triệu. Đều máy zin đẹp, LG đều màn OLED đẹp, xuất sắc. V40 chính quy, RAM 464, máy zin hình thức 98. Màn LG thì chắc chắn là đẹp rồi. Bạn tưởng tượng là TV của nó màn đẹp, rất là đẹp mà. 2,2 triệu. Hôm nay mới về thêm con này, quên mất. Redmi Note 11. RAM 4 bộ nhớ 128, 2,9 triệu. Máy zin full rất đẹp. Con này khách mua của mình, cái con mà mình thay vỏ này, về dùng quên mật khẩu, bán lại luôn, mình chưa kịp mở nhá. Đấy, con này là 2,2 triệu, nhưng mà RAM 6 nhá, RAM 6 bộ nhớ 128. Đấy, con này bị chết đèn flash và thay vỏ rồi. Poco X3 LFC, máy phẩy, RAM 6 bộ nhớ 128. X3 LFC 2,5 triệu. Vivo Y20, máy zin hình thức phẩy, 1,4 triệu, RAM 332. Oppo A12, RAM 332, 1,2 triệu, máy zin hình thức 98. Oppo A31, RAM 4 bộ nhớ 64, máy zin hình thức 98, 1,7 triệu. Oppo A55, RAM 464, máy zin hình thức 98, 2,5 triệu. Oppo A95, RAM 8 bộ nhớ 128, màn ám nhẹ, bình thường con này đẹp là 3,5 triệu, màn ám thanh lý 2,2 triệu. Vivo V15, RAM 332, máy zin đẹp 1,6 triệu. Nokia, quên chưa chắc, chắc lên quanh tầm 1,5 triệu một cây, cây này. Nokia máy rất đẹp luôn. Google Pixel 2XL, con này hơi xuất kính này, 2 triệu, RAM 464, máy zin đẹp. Ok, thì trên đây là toàn bộ số máy bên mình. Các bạn thông cảm, lượng máy nhiều, mình quay qua. Các bạn muốn xem chi tiết thì nhắn tin Zalo bên mình. Và một lần nữa, các bạn xem video thì đừng quên bấm like và đăng ký kênh của mình nhé. Ok, thank you mọi người.